Trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý khán giả thân mến đến với chương trình Quan điểm thường lệ được phát hình trên Vietface TV. Và vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi vẫn có lực lượng khách mời hùng hậu như thường lệ, đương kim thị trưởng thành phố Westminster, ông Tạ Đức Trí. Dạ, chúng tôi cũng xin kính chào Hải Anh, xin kính chào tất cả quý khán giả và đồng hương. Vâng, và bên cạnh đó thưa quý vị, cựu dân biểu tiểu bang California, luật sư Trần Thế Văn. Xin kính chào toàn thể quý vị tại Vietface cũng như là Hải Anh, Tạ Đức Trí cũng như là anh Dũng. Một trong hai đề tài mà hai vị khách mời ngày hôm nay đã lựa chọn thưa quý vị, đó là tình hình chính trị diễn ra tại Miến Điện. Trong những ngày vừa qua thì quý vị nào theo dõi tin tức cũng đã thấy rõ ràng rằng chính phủ quân phiệt của Miến Điện đã hành quyết 4 nhân vật hoạt động đối lập. Ngay lập tức thì qua cái việc này đã tạo một làn sóng phản ứng dữ dội từ các quốc gia trên toàn thế giới, và ngay cả người dân ở tại Miến Điện cũng đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình để lên tiếng đòi hỏi thêm các quyền lợi dân chủ của họ tại đất nước này. Chúng ta cũng biết rằng từ sau khi bà Aung San Suu Kyi đã trở thành chính thức ở tại quốc gia này là cố vấn đặc biệt đứng bên cạnh tổng thống của Miến Điện dân cử thì tình hình có vẻ khá hơn một chút. Tuy nhiên sau đó thì nhóm sĩ quan quân đội lại đứng lên để giành chính quyền, và chúng ta thấy kể từ lúc đó người dân Miến Điện đã có nhiều cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra và phong trào đàn áp của chính phủ quân phiệt Miến vẫn tiếp tục từ đó đến nay. Nhưng có lẽ là tuần rồi là cao trào khi mà 4 nhân vật đối lập bị hành quyết. Nhìn về vấn đề Miến Điện thì chúng ta sẽ có những suy nghĩ như thế nào trong những diễn biến vừa trải qua, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi những ý kiến từ các vị khách mời. Trước hết chúng tôi xin mời thị trưởng Tạ Đức Trí. Dạ, kính thưa hai anh, thưa tất cả quý vị, vào ngày thứ hai vừa qua thì chính quyền quân phiệt tại Miến Điện đã đưa ra quyết định là hành quyết 4 nhân vật tranh đấu cho tự do và dân chủ của Miến. Hay nói đúng hơn đó, đây là các nhân vật mà đã phục vụ trong thời mà nhà tranh đấu Aung San Suu Kyi cầm quyền từ năm 2015. Và cái việc mà chính quyền quân phiệt của Miến Điện đưa ra quyết định hành quyết 4 nhân vật dân sự cũng đã từng lên tiếng phản đối một cái thể chế quân phiệt của Miến Điện đó, đã khiến cho rất nhiều các quốc gia thế giới lên án một cách ra mạnh mẽ. Về phía Hoa Kỳ đó thì Hoa Kỳ cũng có những phản ứng, cũng như là các quốc gia tại Liên Hiệp Quốc, và ngay cả Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc cũng là lên tiếng phản đối. Về tình hình chính trị tại Miến Điện, chúng ta vẫn không thể quên cách đây hơn một năm thì chính quyền quân phiệt của Miến Điện do cái sự lãnh đạo của một số tướng lãnh đã lật đổ một chính quyền dân sự đã được tái lập từ năm 2015. Hay nói đúng hơn, cách đây gần một thập niên, của nhà tranh đấu nổi tiếng thế giới là bà Aung San Suu Kyi. Thì cái tình hình Miến Điện từ năm 2021 cho tới thời điểm này đó đã trở lại cái thời kỳ mà trước đây Miến Điện đã có những năm sống trong tự do dân chủ sau khi mà đã thành lập được một thể chế dân sự. Khi mà nhắc tới Miến Điện đó thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến bà Aung San Suu Kyi. Bà đã tranh đấu khá nhiều thập niên và bà cũng đã từng được lãnh giải Nobel Hòa Bình vào năm 1990. Miến Điện trước đây vẫn theo thể chế quân phiệt do các tướng lãnh cầm quyền, và từ năm 2021 thể chế quân phiệt đã được tái lập, và hiện nay đó thì người dân của Miến Điện đó đã tổ chức thường xuyên những cuộc biểu tình, những cuộc phản đối, tuy nhiên đã bị thể chế quân phiệt đàn áp. Và cái việc mà Miến Điện đã dùng tới cái chính sách độc tài đàn áp đã khiến cho thế giới hiện nay có một số những phản ứng.
về phía Trung Cộng đó, thì mặc dù Hoa Kỳ đã đưa ra những lời kêu gọi cái sự can thiệp của Trung Cộng, tuy nhiên chúng ta cũng biết khá rõ cả hai quốc gia Trung Cộng và Nga đều là đồng minh của thể chế quân phiệt Miến Điện. Thành ra là cả Trung Cộng và Nga đã hoàn toàn im tiếng, bởi vì Miến Điện cũng đã ủng hộ cho Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Trung Cộng thì chắc chắn rằng sẽ không bao giờ lên tiếng trước cái thái độ cũng như những cái chính sách tàn ác, độc tài của chính quyền quân phiệt Miến Điện. Hiện nay, Miến Điện đã trở lại cái thời kỳ phải nói rằng rất là khó khăn, bởi vì rất nhiều quốc gia đã đưa ra những chính sách cô lập Miến Điện bởi vì những cái chính sách độc tài và đàn áp. Và được biết rằng rất nhiều tổ chức tranh đấu cho tự do dân chủ tại Miến Điện đó, họ vẫn đưa ra lời tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục biểu tình, họ sẽ tiếp tục phản đối và họ sẽ tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Miến Điện. Vâng, chúng tôi xin mời góc nhìn từ luật sư Trần Thép. Dạ, nói về, thưa anh Dũng và thưa quý vị, nói đến cái đề tài Miến Điện đó, đây là một cái đề tài mà nó gây nhiều mâu thuẫn, cũng như là nhiều cái sự khó khăn cho cộng đồng thế giới để mà cố gắng giải quyết cái nội chiến hiện giờ nó đang xảy ra. Thưa quý vị, đây là một cái quốc gia có khoảng 55 triệu cư dân đang sinh sống, là một quốc gia cũng khá lớn, thưa quý vị, và có một cái lịch sử khá phức tạp. Như quý vị cũng có thể biết đó, từ thời 47 khi mà Miến Điện được độc lập từ Anh Quốc, đến năm 1962, bố ba của bà Aung San Suu Kyi là vị thủ tướng đầu tiên, có thể nói là một người lập quốc, mà đã bị ám sát vào năm 1948, thì Miến Điện có một cái nền dân chủ độc lập xã hội socialist, nhưng mà tương đối là dân chủ, thưa quý vị. Đến năm 1962 đó, thì giới quân phiệt họ có một cái cuộc đảo chánh, và từ năm 1962 đến năm 2010, hơn 30 năm, 40 năm mà các tướng lãnh họ lãnh đạo, cũng như là họ có một cái chế độ độc tài tại Miến Điện và cô lập về phương diện ngoại giao cũng như là kinh tế tại Miến Điện. Và trong cái sự bế tắc đó, thì vào năm 2010 thì các vị lãnh đạo quân phiệt họ mới thấy rằng là cần phải có một cái đường đi, một cái ngõ cửa để mở ra cho thế giới, thì mới có những cái cuộc nới rộng về những cái sinh hoạt dân chủ từ năm 2011 đến năm 2021, thì Miến Điện tương đối thưa quý vị, có một cái nền dân chủ, với bà Aung San Suu Kyi là một vị quốc vụ khanh, nhưng mà cũng là một tiêu biểu, có thể nói giống như là một Joan d'Arc của Pháp thời xưa, để mà tranh đấu cho cái sự độc lập và tự do và dân quyền cho hơn 55 triệu cư dân, công dân Miến Điện. Nhưng mà nói đến Miến Điện đó, thưa quý vị, là một cái quốc gia có rất là phức tạp, là tại vì có hơn 100 cộng đồng thiểu số khác nhau, và họ có những cái phong tục cũng như là cái tiếng nói cũng không có đồng hành với nhau, dù rằng người gốc Bamar là gốc người Hoa và Tây Tạng đó là chiếm khoảng 2/3, nhưng mà có rất nhiều cả trăm cộng đồng thiểu số làm lại Miến Điện, kể cả cộng đồng Hồi giáo mà có liên hệ đến Bangladesh hoặc là với quốc gia, các quốc gia Hồi giáo khác thiểu số cũng sinh sống tại Miến Điện. Thì vào năm 2021, với cái sự tiến triển trước đó trong vòng 10 năm mà tương đối có cái sự tham gia của những các tổ chức cũng như là các đảng phái dân chủ, thì cộng đồng thế giới cũng như là các công ty Tây Phương họ cũng đã đầu tư vào, nhưng mà họ vẫn chưa có nhiều cái thời gian cũng như là nhiều cái sự liên hệ đến Miến Điện. Sau hơn 4 thập niên mà Miến Điện có thể nói bị khóa cửa với những cái chính sách
nội bộ của giới quân phiệt, thưa quý vị. Bởi vậy nên Miến Điện nó có nhiều cái khó khăn và thử thách mà tại sao ngày hôm nay, đến ngày hôm nay sau hơn một năm rưỡi, từ tháng 2 năm 2021 khi mà có cái cuộc đảo chánh và các tướng lãnh họ đã dạp đi và họ bắt bớ cũng như là bỏ tù các nhà lãnh đạo dân chủ, và sau đó liên tiếp có những cái cuộc biểu tình và ngay trong Miến Điện, tại các bang, các tỉnh họ cũng có những cái cuộc chống lại bằng vũ khí. Thưa quý vị, có thể nói rằng Miến Điện hiện giờ ngày hôm nay là có một cái cuộc nội chiến đang xảy ra tại quốc gia này, và cái nền kinh tế cũng như là cái sự cô lập và cấm vận của cộng đồng quốc tế nó gây với một cái hậu quả có thể nói là rất là ghê sợ, cho rất là tội cho người dân Miến Điện. Đây là một cái người Mỹ họ gọi là một cái failing state, là một cái quốc gia thất bại, không có một cái thể chế rõ ràng về vấn đề tư pháp, kinh tế cũng như vậy. Đúng như thị trưởng tại Đức Chí đã trình bày đó, hai quốc gia mà đi sát với Miến Điện là Nga cũng như là Trung Quốc. Trung Quốc có một cái ranh giới gần 1.000 dặm chia sẻ với Miến Điện, và cái nền kinh tế của Miến Điện, nhất là với những thành phố lớn như là ở Rangoon hoặc là Mandalay là thành phố lớn thứ nhì của Miến Điện đó. Chúng tôi có thể nói sau khi mà chúng tôi có cơ hội đi tham quan Miến Điện vào năm 2018 trước khi có cái cuộc đảo chánh đó, là 2/3 development là kiến thiết cũng như là đầu tư của các thành phố lớn này với hạ tầng cơ sở là từ bên Trung Quốc qua, thưa quý vị, cũng như là cái ngành về đào những cẩm thạch cũng như là những cục đá mà quý đó, thưa quý vị, là của bên Trung Quốc. Bởi vậy nên Trung Quốc hiện giờ đã cung cấp cùng với Nga, thưa quý vị, về phương diện chính trị cũng như là về phương diện quốc phòng, cung cấp và bán cho Miến Điện với quân phiệt rất nhiều các vũ khí, mà họ đã dùng những cái vũ khí này để mà giết chết đến ngày hôm nay hơn 2.000, thưa quý vị, hơn 2.000, nếu mà không nói là nhiều hơn nữa. Cái con số này là con số từ các cơ quan nhân quyền cũng như là các cơ quan thiện nguyện thế giới mà họ monitor, là họ theo dõi hơn 2.000 thường dân mà đã lên tiếng một cách rất là bất bạo động, không chấp nhận giới tài phiệt và cái cuộc đảo chánh vừa qua. Tuy nhiên cộng đồng thế giới, kể cả Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương như là Anh Quốc, Gia Nã Đại, Úc Châu, họ chỉ lên tiếng trong vòng một năm rưỡi vừa qua là họ muốn lên án và họ có những cái biện pháp sanction là cô lập hoặc là không cấp visa cho mấy ông tướng xuất ngoại đến Hoa Kỳ hoặc là các quốc gia Tây Phương mà thôi, nhưng mà vẫn chưa có, thật sự mà chưa có một cái kế hoạch từ Liên Hiệp Quốc, kể cả từ ASEAN là các quốc gia láng giềng, để mà chế tài cũng như là áp lực giới quân phiệt cần phải ngồi xuống và điều đình và có một cái solution, là một cái giải pháp ôn hòa với các đảng phái người dân. Mà ngay trong lúc, thưa quý vị, từ lúc mà các đảng phái đang nắm quyền, nếu mà gọi là nắm quyền đó, thưa quý vị, là từ năm 2010-2011 đến năm 2021 tháng 2 là khi mà có cái cuộc đảo chánh và bà Aung San Suu Kyi cũng đã bị tù và bị bắt, và bà cũng đã bị truy tố cả chục loại tội mà lên đến cả 100 năm nếu mà bà bị kết án, thưa quý vị. Bởi vậy nên cái nền dân chủ cũng rất là mềm mà rất là yếu, tại vì giới quân phiệt họ cũng muốn giữ 25% cái ghế quốc hội là phải để cho của họ, nhưng mà họ cũng không có hài lòng với cái con số đó. Sau cái cuộc bầu cử của năm 2021, 2020 khi mà các đảng phái dân chủ, nhất là của bà Aung San Suu Kyi, League of Democracy,
đã đắc cử và chiếm hơn 80% cái số cử tri đó, thì mới có tạo ra cái sự khó khăn cũng như là cũng như là cái sự chống đối từ bên phía quân phiệt, và họ đã lật tay và họ đã dùng bạo lực. Và hiện giờ đó, Miến Điện ngoài cái việc nội chiến ra, và vào cuối ngày chúng tôi vẫn nghĩ rằng đó là phải có cái sự dân phải có cái sự chế độ dân chủ sẽ được đem lại, tại vì không thể nào mà cái tình trạng này nó sẽ kéo dài hoài. Tại vì hiện giờ Miến Điện là một quốc gia đang thất bại về mọi phương diện, kể cả là kinh tế, cái nền kinh tế cũng như là cái năng lượng sản xuất của Miến Điện đã rớt xuống và đã thụt xuống hơn một nửa trong vòng 2 năm vừa qua. Thưa quý vị, và tất cả những đại công ty Tây Phương, họ một là họ đã rút ra hết, hoặc là họ ngưng sinh hoạt và hoạt động tại Miến Điện. Chỉ còn có Nga cũng như là Trung Cộng, nhưng mà kể cả Trung Quốc họ cũng muốn có cái sự ổn định tại Miến Điện. Như chúng tôi trình bày đó là có gần 1.000 dặm ranh giới mà Trung Quốc tỉnh Vân Nam chia với Miến Điện, thì họ cũng không muốn có một cái thảm trạng hoặc là một cái thảm họa mà cả trăm ngàn, cả triệu người dân tị nạn tràn qua biên giới Trung Quốc. Thái Lan cũng như vậy. Khi mà nói đến Thái Lan hoặc là các quốc gia láng giềng đó, kể cả những quốc gia 10 quốc gia ASEAN như là Lào, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Mã Lai Á, dù rằng họ lên tiếng và họ cũng đã kêu gọi cái sự cộng tác và ôn hòa của các đảng phái cũng như là với nhất là với quân phiệt, giới quân phiệt, các tướng lãnh của Miến Điện để mà ngồi xuống để mà có một cái cuộc hòa đàm. Nhưng mà ngoài ra những cái việc đó thì lại không có một cái kế hoạch nào rõ ràng. Đó là cái sự bế tắc mà chúng tôi nghĩ rằng thời gian sẽ có cái câu trả lời, mà mong rằng đó là sẽ trả lời sớm, tại vì dân Miến Điện bây giờ họ đang sinh sống một cách rất là lầm than và khổ sở về mọi mặt, thưa quý vị. Đó là một trong những cái thực trạng hiện nay mà chúng ta thấy rõ ràng. Những ngày vừa qua đó, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà phát ngôn viên Ned Price cũng đã lên tiếng một cách mạnh mẽ và kêu gọi Trung Quốc cần phải có một cái thái độ dứt khoát hơn đối với chính quyền quân phiệt ở tại Miến Điện. Trong khi đó thì nhiều quốc gia đã đồng lên tiếng để phản ứng, và mạnh mẽ nhất cũng có vẻ là Hoa Kỳ, là quốc gia đứng đầu với những cái lời lên án một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, đại diện của chính quyền quân phiệt ở tại Miến Điện, một phát ngôn viên, đó là phát ngôn viên của quân phiệt Miến Điện hiện nay đó, đã lên tiếng mạnh mẽ bác bỏ tất cả những cáo buộc của quốc tế và nói rằng đây là vì những người mà họ hành quyết là những người đã vi phạm vào luật pháp của Miến Điện hiện nay, chứ không có mang bất kỳ một ý định cá nhân, ý đồ cá nhân nào, không phải là sự trả thù đại khái. Tuy nhiên, những tổ chức quốc tế liên quan đến nhân quyền hiện nay đã lên tiếng kêu gọi là thế giới cần phải có một cái phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều để tránh tình trạng, vì hiện nay còn một số các tù nhân bị giam giữ tại Miến Điện lên tới hơn 100 người. Những người này cũng có thể sẽ bị đưa ra hành quyết nếu như thế giới không lên tiếng một cách mạnh mẽ. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm liệu quốc tế cần phải làm những điều gì. Từ trước tới nay thì phương Tây cũng đã phản ứng, nhưng cho đến nay có giải quyết được vấn đề hay chưa? Chưa. Và thái độ của Trung Quốc hay là đằng sau đó là Nga nữa, thì họ cũng vẫn ngấm ngầm để hỗ trợ cho chính quyền quân phiệt này. Thế giới cần phải làm gì mạnh mẽ hơn trong những ngày sắp tới liên quan đến tình hình tại Miến Điện để tránh cho hơn 100 con người phải bị hành quyết trong những ngày sắp tới? Dạ, thưa anh, thưa tất cả quý vị, thì chúng ta thấy hơn 1.5 năm qua đó thì thế giới đã lên tiếng và Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng. Tuy nhiên cái thái độ của thể chế quân phiệt của Miến Điện đó thì họ hoàn toàn không có một cái sự nhượng bộ, cũng như không có đưa ra một cái lời phát biểu rằng họ sẽ có sự thay đổi hay là họ sẽ tổ chức một cái cuộc bầu cử tự do. Về địa hình địa thế đó thì cũng như luật sư Trần Thế Văn có trình bày đó, về phía đông bắc đó là Miến Điện ráp và ranh giới với Trung Cộng, về phía đông nam đó
thì Miến Điện ráp ranh giới với Thái Lan. Mà khi mà nhắc tới Thái Lan thì chúng ta cũng biết là đây là cũng là một cái thể chế quân phiệt thôi, cũng chỉ đỡ hơn Miến Điện một chút. Tuy nhiên Thái Lan cũng gần như là ủng hộ cho cái thể chế quân phiệt tại Miến Điện. Và về phía Trung Cộng đó thì chúng ta biết đó, chắc chắn rằng Trung Cộng vẫn muốn giữ cái thể chế quân phiệt, không có muốn có một cái sự thay đổi, bởi vì Trung Cộng cũng là một thể chế độc tài. Thành ra Hoa Kỳ đưa ra lời để mà kêu gọi cái sự hợp tác của Trung Cộng đó, thì cái lời kêu gọi của Hoa Kỳ cũng đã không được đáp ứng. Thành ra cái cách ra giải quyết của thế giới hiện nay đó rất là khó khăn. Nếu mà các quốc gia cứ tiếp tục lên tiếng kêu gọi mà không có một cái hành động cụ thể nào đó, thì chúng ta thấy đó, cái thể chế chính trị tại Miến Điện vẫn là một cái thể chế quân phiệt. Khi mà họ đưa bà Aung San Suu Kyi ra tòa án đó, và họ đưa ra rất nhiều những cái tội danh, và những cái tội này là hoàn toàn là do họ đưa ra, họ cố tình họ dựng nên, cũng không có bằng chứng gì. Và khi mà họ đưa ra hành quyết những nhà tranh đấu cho dân chủ tại Miến Điện đó, thì họ cũng không có những cái chứng cứ rõ ràng. Thành ra chính vì vậy mà hơn một năm qua rất nhiều cái phong trào đã xuống đường để biểu tình, rất nhiều những cái tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Miến Điện họ cũng tuần hành, họ cũng đã phản đối. Thành ra trong thời gian sắp tới đó, cái tình hình chính trị bất ổn tại Miến Điện sẽ tiếp tục xảy ra, cũng như sẽ có tiếp tục những cái cuộc đàn áp từ phía của thể chế quân phiệt. Thế giới chỉ có thể đưa ra những cái chính sách như là cấm vận kinh tế, không đầu tư tại Miến Điện. Và khi mà những cái chính sách cấm vận kinh tế đó thì chúng ta thấy đó, Miến Điện đã rơi vào những cái hoàn cảnh kinh tế rất là khó khăn. Tuy nhiên, thể chế quân phiệt tại Miến Điện họ vẫn tiếp tục, họ dùng cái chính sách là đàn áp và độc tài. Thành ra vào cuối ngày đó thì cái sự thiệt hại vẫn về phía người dân tại Miến Điện. Xin mời luật sư Trần Thế Bắc. Về giải pháp đó, thưa quý vị, thì chúng ta trước hết chúng ta phải nhận diện một điều, tại sao mà cộng đồng quốc tế, kể cả các quốc gia Tây phương, lại không có mặn mà, có thể nói là không có mặn mà, hoặc là không có nhúng tay nhiều vào cái tình trạng, cái tệ trạng đang xảy ra tại Miến Điện. Mà hiện giờ, thưa quý vị, không riêng gì về cái sự biểu tình hoặc là chống đối của giới dân sự hoặc là của người dân, nhưng mà thật sự đang có nhiều cái cuộc nội chiến hiện giờ bằng vũ khí nó đang xảy ra ngay tại Miến Điện, mà giới quân phiệt cũng như là quân lực của Miến Điện đang cố gắng đàn áp và dẹp những cộng đồng thiểu số ngay tại Miến Điện mà họ chống lại bằng vũ khí. Thưa quý vị, nhiều cái bang hoặc là những tỉnh đó, có cộng đồng Bamar, cộng đồng Kayin, Karen, Rohingya, rất nhiều các dân thiểu số họ đã cầm vũ khí, là tại vì họ biết rằng đó, nếu mà họ không chống lại thì họ sẽ chết. Tuy nhiên cộng đồng thế giới lại không có mặn mà hoặc là muốn nhúng tay nhiều, tại vì một phần đó họ vẫn nhìn cái vấn đề này là một cái vấn đề như là một cái cuộc nội chiến nội bộ, mà nhiều quốc gia, kể cả Trung Quốc, họ cũng đã lên tiếng nói rằng là chúng tôi không muốn xía vào cái chuyện nội bộ của những các quốc gia láng giềng, đó chỉ là một cái excuse, là một cái sự biện hộ mà thôi. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng đó là Liên Hiệp Quốc cũng như là ASEAN cần phải đứng lên, và đây là những cái đề nghị rất là cứng rắn và rõ ràng từ các tổ chức cũng như là các đảng phái mà yêu chuộng nhân quyền và dân chủ, đã đề nghị nhiều lần và đã thúc đẩy và vận động các quốc gia này cần phải lên tiếng, không chỉ là lên tiếng và lên án những chuyện gì nó đang xảy ra tại Miến Điện với giới quân phiệt, nhưng mà cần phải có những cái hành động cụ thể. Thứ nhất, thưa quý vị, là đem cái vấn đề này lần đầu, chưa bao giờ trong gần 2 năm vừa qua mà Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc đem cái vấn đề đảo chánh hoặc là có những cái biện pháp để mà cố gắng thúc đẩy và áp lực Miến Điện cần phải có một cái cuộc điều đình các giới khác nhau.
Hội đồng Bảo an có cái thẩm quyền để mà đặt cái vấn đề này ra và cấm vận. Khi mà chúng ta nói cấm vận, thưa quý vị, cấm vận không riêng gì là cấm vận kinh tế, nhưng mà cấm vận toàn diện, kể cả cái việc cấm vận vũ khí, gọi là arms embargo, cấm vận vũ khí và súng ống cũng như là các đạn dược để mà quân Việt Miến Điện họ dùng để mà họ giết người dân của họ. Có thể Nga hoặc là Trung Quốc ngồi trong Hội đồng Bảo an sẽ veto, là phủ quyết những cái đề nghị này hoặc là những cái điều luật này. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đó, nếu mà họ làm như vậy đó thì chúng ta sẽ biết họ đứng về phía nào. Họ cũng có những cái vấn đề khó khăn của họ mà họ cần phải giải quyết cái việc này, vì cái địa thế của Trung Quốc cũng như là cái sự liên hệ của Nga với giới tài phiệt Miến Điện, kể cả ASEAN cũng vậy, thưa quý vị. Cái khó khăn của ASEAN, các quốc gia trong khối ASEAN đó, cũng như thị trưởng Tạ Đức Chí nói, là phần đông đại đa số cũng là các quốc gia lãnh đạo bởi giới độc tài. Nếu mà không muốn nói là quân Việt, không riêng gì tại Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, và kể cả Mã Lai cũng vậy. Bởi vậy một phần nào đó, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Bởi vậy nên chính họ cũng không dám đẩy mạnh hoặc là lên tiếng có những cái biện pháp chế tài một cách rõ ràng và cứng rắn đối với giới quân Việt. Dù rằng là họ bao giờ họ cũng lên án và họ cũng kêu gọi cái sự hòa đàm giữa các giới khác nhau, nhưng mà cần phải có những cái biện pháp rất là cứng rắn và toàn diện, quân sự, ngoại giao cũng như là kinh tế, để mà áp lực giới quân Việt, họ cần phải ngồi xuống để mà giải quyết việc này. Chắc chắn đây là một cái vấn đề rất là nan giải cho cộng đồng thế giới cho những ngày sắp tới liên quan đến tình hình dân chủ tại Miến Điện. Chắc chắn nó sẽ còn nhiều diễn biến khi mà một số các cái thế lực, chẳng hạn như các vị khách mời đã vừa phân tích, Trung Quốc, Nga, rồi một số các cái quốc gia khu vực Đông Nam Á, họ cũng không muốn để Miến Điện có thể được thay đổi cái thể chế của mình. Thì đây sẽ là một cái vấn đề rất hóc búa. Sau qua một đề tài thứ hai cũng do các vị khách mời đã lựa chọn trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Từ lâu thì chúng ta đã thấy rằng cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ đã có những sinh hoạt và cũng đã có những thành công đáng kể khi nền chính trị của họ cố gắng để gia nhập vào cái dòng sinh hoạt của dòng chính tại Hoa Kỳ. Người ta thấy trong thời gian qua thì cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương đã trưởng thành về nhiều mặt. Những cộng đồng như là Ấn Độ, Đại Hàn, Trung Quốc, Phi Luật Tân, Việt Nam. Trung Quốc thì chúng ta kể cả phía Trung Hoa lục địa và kể cả những người ở Đài Loan. Thì một số đã có những cái ảnh hưởng lớn trong các cái sinh hoạt chính trị. Thế nhìn vào cái cuộc bầu cử diễn ra tháng 11 tới đây, thì chúng ta sẽ thấy những điều gì qua các cái sinh hoạt từ lâu nay của cộng đồng những người châu Á Thái Bình Dương, những người công dân Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương. Mời quý vị theo dõi dưới góc nhìn của thị trưởng Tạ Đức Trí. Dạ thưa anh, thưa tất cả quý vị, càng ngày thì chúng ta thấy được cái sự quan tâm của cộng đồng châu Á Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ, họ quan tâm vào chính trị càng ngày càng nhiều hơn và họ tham gia vô chính trị nhiều hơn. Qua việc là có càng ngày càng nhiều các ứng cử viên từ các cộng đồng châu Á tại Hoa Kỳ họ ra để họ tranh cử, cũng như cái tỷ lệ mà họ tham gia vô những cái cuộc bầu cử, vào những cái cuộc bỏ phiếu càng ngày càng tăng. Chỉ có một cái vấn đề mà nó thực tế đó là cả hai đảng, đảng Cộng Hòa cũng như là đảng Dân Chủ đó, thì trong những thập niên qua đó họ cũng không có nhiều cái chương trình để mà họ tiếp cận hay là họ kêu gọi cái sự tham gia của các cộng đồng châu Á Thái Bình Dương. Thì trong những năm gần đây đó thì cả hai đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đó, họ đã có một số những nỗ lực để họ tạo thêm những cái chương trình để họ khuyến khích cái sự tham gia chính trị về việc ứng cử cũng như về việc tham dự bỏ phiếu từ phía các cộng đồng châu Á. Thì nói về các sắc dân châu Á Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ đó,
thì cộng đồng Việt của chúng ta tương đối, nếu mà nói về lâu đời đó, thì không có lâu đời bằng các cộng đồng khác, điển hình như là cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Nhật, cộng đồng người Đại Hàn, cộng đồng người Ấn Độ. Tuy nhiên á, nếu mà chúng ta so sánh cái sự tham gia hay là quan tâm vô cái vấn đề chính trị đó, thì thực tế cho thấy là cộng đồng Việt của chúng ta rất là quan tâm, cũng không thua kém gì các cộng đồng châu Á khác. Điển hình là cộng đồng Việt của chúng ta cũng tại Hoa Kỳ cũng chỉ có 47 năm mà thôi. Tuy nhiên chúng ta thấy trong hơn 4 thập niên qua, cũng như gần 5 thập niên đó, các ứng cử viên của người Mỹ gốc Việt tham gia ứng cử trên 50 tiểu bang cũng khá nhiều, cũng như là cái sự thành công của các ứng cử viên cũng khá nhiều, và cái sự tham gia bầu cử của các cử tri gốc Việt của chúng ta trên 50 tiểu bang cũng là được xem là rất là nhiều nếu mà chúng ta so sánh với các cộng đồng châu Á khác. Về phía những cái sự tham gia vô những đảng phái đó, thì cho tới giờ phút này đó, thì cộng đồng Việt của chúng ta cũng vẫn được xem là cái số cử tri có khuynh hướng theo đảng Cộng Hòa nhiều hơn là có khuynh hướng theo đảng Dân Chủ. Cách đây khoảng 10-20 năm trước thì theo như chúng tôi biết thì cộng đồng người Phi Luật Tuân cũng theo đảng Cộng Hòa rất là nhiều. Tuy nhiên cho tới ngày hôm nay thì chúng tôi không biết, chắc luật sư Trần Thế Văn sẽ bổ sung thêm. Còn phía cộng đồng người Hoa hay là các cộng đồng châu Á khác thì cái khuynh hướng của các cộng đồng châu Á khác đó, thì từ trước tới nay chúng ta cũng biết rằng họ có khuynh hướng theo đảng Dân Chủ nhiều hơn. Riêng đối với cộng đồng Việt của chúng ta đó thì vẫn có khuynh hướng là theo đảng Cộng Hòa tương đối nhiều hơn các sức dân châu Á khác, như các cộng đồng châu Á khác như cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Ấn Độ đó, thì họ có khuynh hướng theo đảng Dân Chủ nhiều hơn. Còn riêng về cộng đồng Phi Luật Tuân á, thì theo như chúng tôi thấy đó, hơn 10 năm trước đó, thì họ có khuynh hướng theo đảng Cộng Hòa. Nhưng tuy nhiên cho tới hiện nay đó, thì chúng tôi thật sự chúng tôi không biết cái khuynh hướng của cộng đồng của người Phi Luật Tuân. Xin mời luật sư Trần Thế Văn. Dạ, đây là một cái đề tài mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là đích thực và nó cũng có nhiều cái sự lý thú nếu mà chúng ta coi vào và xem vào, cũng như là phân tích về những cái chi tiết. Khi mà nói đến, thưa quý vị, nói đến cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ đó, thì người Mỹ họ vẫn nghĩ rằng ô, đây là một cái khối người Á Châu. Nhưng mà thật sự khi mà nói đến cộng đồng này đó, chúng ta nói đến 26 cộng đồng khác nhau, thưa quý vị. Từ người Hoa đến người Việt, người Nhật Bổn, người Đại Hàn, tới người Hawaii cũng là gốc Á Châu Thái Bình Dương. Bởi vậy nên có 26 cái văn hóa, lịch sử cũng như là tiếng nói hoàn toàn là không có giống nhau tí nào. Dù rằng chúng ta được cụm vào một cái danh từ đó là Á Châu Thái Bình Dương, nhưng mà thật sự cái suy nghĩ cũng như là cái tiểu sử của mỗi cộng đồng khác nhau, thưa quý vị, về đảng phái hoặc là ủng hộ cho đảng nào, về vấn đề gì, những chính sách nọ, tương đối là khác, thưa quý vị. Và đúng theo cái thống kê mới nhất mà các nhà chính trị gia họ làm về cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương, thì quý vị cũng biết đúng theo cái thống kê dân số mới nhất là năm 2020 đó của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, thì cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong 26 cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương là cộng đồng lớn thứ tư, chỉ thua người Hoa với khoảng là 5 triệu người dân tại sinh sống tại Hoa Kỳ, rồi đến Ấn Độ, rồi đến Phi Luật Tân, và người Mỹ gốc Việt hoặc là Việt Nam với hơn 2 triệu cư dân là đông thứ tư tại Hoa Kỳ. Sau đó thì mới tới Đại Hàn, rồi Nhật Bổn và nhiều quốc gia khác như là Campuchia, Lào hoặc là Miến Điện cũng như vậy. Bởi vậy nên cộng đồng Việt Nam của chúng ta là một cộng đồng tương đối là lớn và cũng có cái tiếng nói trong cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương. Tuy nhiên về phương diện chính trị đó thì cộng đồng Á Châu nói chung vẫn là một cộng đồng có cái sức mạnh tương đối khiêm nhường, rất là khiêm nhường, thưa quý vị, so sánh với cộng đồng người Mỹ gốc Latin hoặc là người Phi Châu, hoặc là chắc chắn rằng là người gốc Jewish, là gốc Do Thái.
Tuy nhiên, nói đến những cái chức vụ từ cấp địa phương đến những cái cấp địa hạt như là dân biểu thượng nghị sĩ tiểu bang hoặc là dân biểu liên bang đó, thì cộng đồng Á Châu họ có cái tiếng nói và có ảnh hưởng khá mạnh thưa quý vị, vì lý do là cái địa hạt hoặc là cái khối cử tri đó nó tương đối nó giới hạn và nó nhỏ, nhưng mà nói đến toàn tiểu bang hoặc là quốc gia như là phó tổng thống đó thì chúng ta cũng có cái tiếng nói, nhưng mà chỉ có những cái tiếng nói hoặc là có cái ảnh hưởng với những cái tiểu bang nào mà có đông, thứ nhất là có đông cư dân cử tri người Mỹ gốc Việt hoặc là Á Châu Thái Bình Dương, hoặc là cái tiểu bang đó nó xích xoát giữa hai chính đảng Dân Chủ và Cộng Hòa và các ứng cử viên họ đang tranh giành, nhất là tại cấp tổng thống và phó tổng thống, thưa quý vị, đang tranh giành cái số đại cử tri đoàn, cái số phiếu đại cử tri đoàn để mà thành tổng thống đó, thì cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương có cái sự ảnh hưởng. Đâu là những tiểu bang mà chúng tôi ta muốn nói là như là California, Texas, Washington State, Nevada, kể cả Virginia và New York cũng vậy, và Florida một phần nào. Nếu mà cái con số tranh giành giữa hai chính đảng nó chỉ xích xoát 1-2% đó với số cử tri mà thôi, thì cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương, kể cả cộng đồng Việt Nam, có cái tiếng nói. Nếu mà các ứng cử viên họ biết vận dụng và họ có khả năng để mà họ tiếp cận cũng như là cố gắng liên hệ đến với các cộng đồng này, thì cái số phiếu đó sẽ về tay họ. Bởi vậy nên đây cũng là một cái vấn đề mà các cử tri của các cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương, kể cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta, mình cũng cần phải cân nhắc và cũng phải có cái kế hoạch để mà vận dụng cái lá phiếu mình một cách hữu hiệu hơn. Khi mà nói đến, thưa quý vị, nói đến cái đảng phái hoặc là cộng đồng nào dân chủ hơn hoặc là cộng hòa hơn, thì chúng tôi có thể nói như vậy, đúng theo những cái thống kê mà đã mới trình bày vừa qua, thì cộng đồng Việt Nam mình đó, thưa thị trưởng Tạ Đức Chí và thưa anh Dũng, lại có cái số cử tri ghi danh vào đảng Cộng Hòa và ủng hộ các ứng cử viên Cộng Hòa cao nhất, không phải là đa số nhưng mà cao nhất so sánh với tất cả các cộng đồng Á Châu khác, các cộng đồng bạn như là người Hoa, người Phi Luật Tân, cũng như là Ấn Độ. Và ngược lại, cộng đồng Ấn Độ gần 70%, thưa quý vị, gần 70%, đúng theo cái số thống kê họ cho biết đó, lại ghi danh hoặc là có cái tiềm năng ủng hộ cho đảng Dân Chủ hơn là Cộng Hòa. Bởi vậy nên nó nói lên được gì? Nó nói lên được cái sự đa dạng, đa dạng cũng như là nhiều cái lịch sử cũng như là cái sự suy nghĩ rất là thái độ chính trị rất là đa dạng và phong phú của cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương. Bởi vậy nên chúng tôi nghĩ rằng đó là các ứng cử viên tại cấp địa phương cũng như là cấp tiểu bang và liên bang, chức vụ dân biểu đó, họ có thể họ khai thác được cái việc này để mà họ có cái số phiếu cần thiết trong những cái cuộc tranh chấp chính trị hoặc là tranh cử chính trị mà xích xoát với nhau 1-2%, thì cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương sẽ là một cái cộng đồng quyết định cho tương lai của những ứng cử viên đó. Vâng, đó là một, cũng là một cái nhìn tươi sáng hơn, vâng vậy. Và nói gì thì nói đi chăng nữa thì cuộc bầu cử nào cũng rất là quan trọng. Nếu cử tri gốc Việt của chúng ta trước khi quan tâm đến nền chính trị dòng chính thì chúng ta cũng nên lên tiếng nói một cách mạnh mẽ cho cộng đồng của chúng ta trước, thì chắc chắn đây cũng là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ sắp sửa diễn ra. Một cuộc bầu cử rất quan trọng khi mà người ta sẽ chọn lựa đứng về Dân Chủ hay đứng về Cộng Hòa, và liệu đảng Dân Chủ có còn được nắm hai viện quốc hội hay không, đó cũng đều là tùy thuộc vào lá số của những người cử tri gốc Việt của chúng ta, cũng có tầm quan trọng của nó chứ không phải là không. Cảm ơn ý kiến chia sẻ của hai vị khách mời trong ngày hôm nay, thị trưởng Tạ Đức Chí, luật sư Trần Thái Văn, và xin kính chúc quý vị hai vị có rất nhiều sức khỏe trong những ngày sắp tới. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình này kỳ tới. Nếu
Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.